Thanh Bạch và Phương Anh xin gửi đến tất cả quý vị, các bạn, đặc biệt là các em thiếu nhi, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, để cho tuổi thơ sống trong hạnh phúc là ước mơ của tất cả chúng ta. Hơn thế nữa, tuổi thơ là tuổi đẹp nhất của một đời người. Chính vì vậy cho nên, ngay từ tuổi thơ, chúng ta có thể tiên đoán được tương lai của đất nước. Để góp phần vào trong vinh dự lớn lao này, Nhà hát Hòa Bình tổ chức chương trình Tuổi Thần Tiên cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị và các bạn hôm nay cũng nhằm mục đích đó. Thay mặt toàn thể nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn được tràn đầy hạnh phúc. Thật là hạnh phúc khi hôm nay trời mưa, nhưng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chúng tôi, những gương mặt thật là rạng rỡ. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình Tuổi Thần Tiên tiếp theo. Và bây giờ một nhân vật không thể thiếu được trong chương trình của chúng ta, đó là chú mèo mái rất dễ thương các bạn đã gặp trong Tuổi Thần Tiên 1. Tên gì các bạn? Chúng ta gọi thật to nha. 2, 3, Đồ Rê Mòn. Kia. Vậy hôm nay sẽ cùng với Thanh Mạch và Phương Anh dẫn chương trình Tuổi Thần Tiên 2 ha. Rồi, Doraemon đồng ý liền. Nhưng mà bây giờ Doraemon xí phần giới thiệu trước ha. Thưa các bạn, mời tất cả các bạn bước vào thế giới Tuổi Thần Tiên. Ở đây. Thật tuyệt vời biết. Ha 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 ha.